Xuân Hiền và Tuyết Anh xin kính chào quý khán giả đang đến với Nhịp Sống Ngày Mới. Thưa quý vị, đây có lẽ là khoảnh khắc nhói đau nhất khi người dân trên mọi miền Tổ quốc hòa chung một nỗi tiếc thương, khi triệu trái tim hướng về một trái tim, dù rằng trái tim ấy đã không còn đập nữa. Hay khi chứng kiến qua truyền hình hay những khoảnh khắc phu nhân Ngô Thị Mận nghẹn ngào trước linh cữu của người chồng, người bạn đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà cắn chặt môi, ghìm khóc. Ngày đất nước lặng lẽ buồn, có một đôi chồng vợ, giờ lại chỉ còn một người đơn côi. Còn đây là ông Ngô Bá Dục, một trong những người bạn thân nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghẹn ngào chia sẻ. Cả hai từng có một lời hẹn với nhau rằng khi nào nghỉ hưu sẽ gặp gỡ, hàn huyên. Nhưng chúng tôi đã lỡ hẹn vì anh ấy vẫn làm việc đến tận phút cuối cùng. Rồi cả những dòng tiễn biệt của cô giáo Đặng Thị Phúc, cô giáo tiểu học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trò nhỏ ơi, cô thương con lắm, sao cô lại phải đưa con thế này, cô giáo của con. Đoàn xe nghi lễ đưa di hài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời nhà tang lễ quốc gia để về nghĩa trang Mai Dịch. Từng tuyến phố đi qua, nơi đâu cũng thấy hàng dài người dân đứng đợi để chờ tiễn biệt Tổng Bí thư lần cuối. Người đi trong vòng tay của nhân dân. Thì ra, đây là danh dự mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nói đến. Danh dự mới là điều thiêng liêng và cao quý nhất. Từ tỉnh Hà Tĩnh trên chiếc xe lăn, bà Nguyễn Thị Lan, 74 tuổi, chờ ở nhà tang lễ quốc gia liên tục 2 ngày. Sáng hôm qua, trước những giờ phút cuối cùng tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà một lần được dâng nén tâm hương. Ngày nào tôi cũng coi trên màn hình á, chỉ dáng đi của bác, từ kể cả trong quốc hội, cuộc họp của bác tôi cũng theo dõi. Tôi đang theo dõi suốt đây. Giờ bác mất đi, tôi nhớ lắm. Từ sáng sớm cho đến gần giờ truy điệu, dòng người xếp hàng ở các cổng, chốt hướng về nhà tang lễ vẫn không ngừng nối dài. Tất cả đều lặng lẽ, trang nghiêm, bày tỏ lòng thành với Tổng Bí thư. Xuất phát từ 4 giờ sáng, từ tỉnh Hải Dương, anh Bùi Quý Tuyến mang theo cô con gái nhỏ kịp vào viếng như mong muốn con được ghi nhớ những khoảnh khắc này. Bởi vì muốn cháu ngay từ bé suy nghĩ được là mình phải nhớ ơn những cha ông đi trước, những người đã có công giúp đất nước đi lên, đặc biệt là người tôn kính như bác Tổng Bí thư, là người mà không chỉ chúng em mà đời đời các con em, các cháu hay đời chắt là phải luôn ghi nhớ và noi theo bác. Còn hai mẹ con bé Nguyễn Thị Kim Ngân cũng không kìm nén được cảm xúc sau những giây phút đứng trước linh cữu Tổng Bí thư. Những lời dạy của Tổng Bí thư đã được bé Ngân thuộc trong lòng. Nếu là hoa hay là hoa hướng dương, nếu là chim hay là chim bồ câu trắng, nếu là đá hay là đá kim cương, nếu là người hay là người cộng sản, cái quý giá nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần. Các con trẻ cần có lòng biết ơn với lịch sử, cần phải tìm hiểu để hiểu rằng là mình đến từ đâu, tại sao mình có cái cuộc sống như thế này. Đấy là lý do mà em bé như em 16 tuổi thì em có đưa con đến đây để con có thể hiểu được rằng là mình được sống như thế này, được đầy đủ như hiện tại ngày hôm nay thì phải biết ơn rất nhiều các thế hệ đi trước. Chỉ riêng tại Hà Nội, hơn 200.000 người tiễn biệt đứng dọc các tuyến phố trên hành trình linh xa đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về an táng tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội trong buổi chiều 26 tháng 7. Sự giản dị, lối sống, đạo đức, khiêm nhường, tận tụy, một đời vì nước, vì dân, nhân cách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lan tỏa trong lòng người dân một cách lặng lẽ, bình dị và đậm sâu. Những giọt nước mắt đã rơi trên hàng dài dòng người đưa tiễn. Nước mắt cũng rơi trên gương mặt những người dân khắp mọi miền Tổ quốc và cả nước ngoài khi theo dõi buổi tiễn đưa qua màn hình điện thoại, TV.
Lòng dân chính là thước đo công bằng và chuẩn mực nhất vì một tổng bí thư, một nhà lãnh đạo mẫu mực, trọn đời vì nước, vì dân. Mạng xã hội cũng truyền nhau dòng trạng thái đầy tự hào. Kiếp sau, chúng mình lại là người Việt Nam nhé. Tất cả là một sự biết ơn vì được là công dân Việt Nam. Biết ơn vì được là con cháu của một thế hệ cha ông kiên trung, cao cả. Trong tiếng Việt, có một từ rất hay, ấy là đồng bào. Như lời của tác giả Đức Vinh trong cuốn Tùy bút của mình, không một dân tộc nào trên thế giới sinh ra từ cùng một bọc trứng để có nên cái nghĩa đồng bào tiềm tàng trong máu của mỗi người, mà khi dậy lên lại mãnh liệt đến như vậy. Vậy nên hai tiếng đồng bào cất lên ẩn chứa niềm xúc động kỳ lạ và thật khó giải thích tường tận ý nghĩa. Nhưng cũng chẳng khó để tìm thấy những hình ảnh tượng trưng cho hai tiếng thân thương, ví như những khoảnh khắc này vậy. Đồng bào có nghĩa là chuyến xe miễn phí, giúp đỡ bà con từ nơi xa đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối. Đồng bào là ổ bánh mì mua dội truyền tay nhau giúp đỡ đêm, xếp hàng tiễn đưa. Cũng là tấm lòng chủ động chăm lo nhau, mà chẳng cần một lời hỏi han, chúng tôi xin phục vụ nước uống miễn phí. Là nhà mình bán gì, có gì thì mình đóng góp thứ đó hỗ trợ bà con trong lúc đợi chờ. Có những điều tưởng đơn giản vậy thôi, nhưng sao mà ấm lòng đến vậy. Không đâu tình cảm chân chất như đồng bào mình dành cho nhau đâu. Nếu có kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa, cũng xin được làm người con, người dân Việt Nam, tự hào vì là người Việt Nam. Và cũng mong rằng đồng bào ta luôn ghi nhớ tinh thần lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Giờ đây, một trái tim lớn đã hòa vào yên bình của làng quê, đất nước. Nhưng di sản mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại là vô giá, là động lực to lớn cho những người ở lại tiếp bước xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam giàu đẹp, hùng cường. Xử phạt quán cơm bị tố, đồ ăn có dòi ở Quảng Ninh. Cựu chủ tịch FLC bị đề nghị mức án 24 đến 26 năm tù với hai tội danh. Thưa quý vị, xứng danh vua của các loại trái cây, sầu riêng đang ngày càng khẳng định được vị thế giá trị của mình trên thị trường xuất khẩu. Nửa đầu năm, mặt hàng này dẫn đầu nhóm hàng rau quả với kim ngạch mang về hơn 1 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, tăng gần 45% so với cùng kỳ. Đây là cả một quá trình nỗ lực mà nông dân, doanh nghiệp liên kết với nhau để thay đổi quy trình canh tác hướng đến chất lượng an toàn. Và còn cả những kỳ vọng mới trong tương lai khi dư địa phát triển sầu riêng được nhận định còn rất lớn. Thời điểm từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm là vụ thu hoạch sầu riêng chính Tây Nguyên, nơi tập trung một nửa diện tích và sản lượng loại trái cây này tại nước ta. Theo khảo sát của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, thì giá sầu riêng năm nay cao hơn khoảng 10.000 đồng một ký so với năm ngoái. Thương lái vào thu mua tận vườn, lựa từng trái đủ tuổi mới cắt. Giá những trái sầu riêng loại 1 có thể xuất khẩu lên tới 80.000 đồng một ký. Nông dân cho biết, để đạt được điều này là cả quá trình nỗ lực kiên trì, bởi đạt được tiêu chuẩn xuất khẩu là rất khó. Vụ mùa thu hoạch của Tây Nguyên dự kiến giúp kim ngạch xuất khẩu loại trái cây này bứt phá hơn trong năm nay. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trên cả nước có trên 150.000 hecta, sản lượng xuất khẩu ước gần 700.000 tấn, tăng 15% so với năm ngoái. Mấy ngày qua, dư luận xôn xao trước hình ảnh gây chú ý về suất cơm thịt của một quán cơm tại tỉnh Quảng Ninh không đảm bảo vệ sinh. Hình ảnh khiến người xem rùng mình bởi vật thể lạ có trong đồ ăn. Ngành chức năng ngay sau đó vào cuộc xác minh và có quyết định xử phạt. Trước đó, một tài khoản trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh gây chú ý về một suất cơm thịt của một quán cơm tại tỉnh Quảng Ninh không đảm bảo vệ sinh. Bằng mắt thường, có thể thấy được vật lạ giống như dòi có trong đồ ăn. Ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh, thành phố Hạ Long lập đoàn liên ngành để rà soát xác định quán cơm theo phản ánh trên mạng xã hội có tên viết tắt là GX tại khu 5, phường Diên Đáy. Phòng Y tế thành phố Hạ Long cùng các đơn vị có liên quan kiểm tra thực tế.
Tại thời điểm này, cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định và bày bán thực phẩm nấu chín trên bàn mà không có thiết bị, dụng cụ che chắn, ngăn côn trùng. Đoàn lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu xử lý vi phạm hành chính đối với quán, mức phạt 14 triệu 500 ngàn đồng, đồng thời yêu cầu cơ sở dừng hoạt động, chấp hành nghiêm túc và hoàn thiện thủ tục liên quan đến kinh doanh dịch vụ ăn uống, bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. Thưa quý vị, ông Trịnh Văn Quyết từng có thời điểm trở thành người giàu nhất nhờ hành trình thần tốc thổi giá cổ phiếu từ mức gần như không có gì lên hàng trăm ngàn đồng một cổ phiếu. Thế nhưng những bí mật dần hé lộ, đằng sau đó là một kịch bản khá tinh vi do cựu chủ tịch FLC chỉ đạo nhiều người cùng tham gia thổi giá cổ phiếu của chính tập đoàn mình nắm giữ lên một mức cao ngất ngưỡng để lùa gà nhiều nhà đầu tư, rồi úp sọt bán chui số cổ phiếu ông mua rẻ nhằm hưởng lợi bất chính. Và trong phiên tòa xét xử đang diễn ra, ông Trịnh Văn Quyết bị đề nghị mức án từ 24 đến 26 năm tù. Trong số 50 bị cáo, cựu chủ tịch tập đoàn FLC, Trịnh Văn Quyết bị đề nghị mức án cao nhất từ 24 đến 26 năm tù với hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng các tội danh này, hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế, cựu cán bộ ban kế toán tập đoàn FLC và Trịnh Thị Thúy Nga, phó tổng giám đốc công ty chứng khoán BOS, lần lượt bị đề nghị mức án từ 17 đến 19 năm tù và từ 10 đến 12 năm tù. Theo cáo buộc, cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm thực hiện thao túng 5 mã cổ phiếu thu lợi bất chính hơn 700 tỷ đồng. Ông Quyết còn chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn công ty cổ phần xây dựng FLC Baros, đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu trên sàn chứng khoán, sau đó bán cho nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng. Tính riêng cá nhân, ông Quyết chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền chiếm đoạt và thu lợi bất chính hơn 4.300 tỷ đồng. Quá trình giải quyết vụ án, ông khắc phục được hơn 200 tỷ đồng. Cựu chủ tịch tập đoàn FLC cũng nhiều lần bày tỏ nguyện vọng muốn dùng hết tài sản cá nhân để bồi thường cho các nhà đầu tư. Theo ước tính của bị cáo, số tài sản này trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng. Nội dung vừa rồi cũng khép lại nhịp sống ngày mới của Trường Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.